Chụp chưa? Chụp rồi ạ. Anh kể cho em à. Đây, nhìn chú cả đứng này. À, để xem con chim nó ra. À, đứng là một con nhà con. À, đây này. Hai máy tính này. Đâu, hai máy tính đâu? Máy tính này. Máy tính đẹp bóng bóng. Ừ. Máy tính đỏ. Máy tính đỏ. Máy tính đỏ. Máy tính đỏ của Bắc Cường. Chắc là Bác Cường, cái thằng khỉ gió này. Bông bông bông. Áo sư tử này. Ừ. Áo sư tử này. Ừ, áo sư tử. Quần gì? Quần siêu nhân à? Không, không. Quần cơ mẫu trái xe ô tô. Quần quần siêu nhân ô tô à? Quần này tối nay mặc cái quần này cho nó mát, cái mũi nó phải cắn cháu. Nhưng mặc cái quần này, hộp hết là nó nóng. Dạ dạ. Áo sư tử này. Thường con cho chí mẹ mặc những cái đồ cho mát. Vâng. Mặc những quần hộp hết này. Kiểu nó mí bó nó con. Này. Nó mệt cháu. Bông bông đen má đính đỏ này. Máy tính đỏ của ai? Bạn bố giấy mang bố giấy máy tính đỏ. Bố giấy máy tính đỏ. Ừ, bố máy tính đỏ để đây rồi. Lấy làm gì? Lấy cho bố chơi à? Bố okay. Bỏ điện thoại ra để bố bế. Ok, bố bế. Bố bế thằng. Bố bế thằng nào? Bố bế thằng bố. Thằng bố gì? No. Thằng bố gì? Bố ơi. Bố bế. Ok.